Con này là 120 triệu. Con kia là 160. Thu nhập của em trung bình một tháng cá nhân em thì rơi vào khoảng tầm hai trăm cho nên không phải là em về em khơ mau nữa mà là em bị phát hiện. Nói đúng ra là bị mẹ phát hiện đang bị anh thầy gia sư hung. Con thường Long, con ở Diên Long 2 năm rồi đó. Thì bây giờ mẹ chịu không chịu thì thôi, mẹ không chịu thì con mẹ không gặp nhau nữa. Ổng vì mình mà ổng nói là ổng không bao giờ ổng gặp mẹ ổng nữa. Thì lúc đó em xác định là chào mừng mọi người đến với chương trình Real Life và mình là Mario. Hiện tại thì Mario đang đứng tại con đường tại quận 7 rất là sầm uất. Hôm nay Mario muốn dẫn mọi người đến gặp một nhân vật cực kỳ là dễ thương thuộc cộng đồng LGBT của chúng ta. Bạn ấy tên là Trần Nhật Long. Mọi người cùng theo chân Mario nha. Cửa tự động mọi người ơi, mọi người theo chân Mario nha. Chào em. Anh là Mario đến từ chương trình Real Life. Hôm nay anh đến đây để có một trò chuyện cùng em và với quý vị khán giả. Em là Long anh trai. Rồi bây giờ mình vào... mời anh vào nhà. Khách của em một tí nữa mình nói chuyện ở đây. Ok, em thường cái phòng khách này là mình tiếp đãi bạn bè hoặc là có người thân tới đây thì dạ đúng rồi. Thường thì có khách tới hoặc bạn bè gia đình tới. Tụi em hay ngồi ở đây uống trà này nọ. Anh thấy thiết kế rất là đẹp luôn em. Tụi em cũng mới decor lại á, thì em với ổng với người của em là lên kế hoạch rồi tìm mấy cái người làm thiết kế thì em lên mẫu rồi người ta làm. Là cái này là mình mới vừa hoàn thành hay là lâu rồi? Dạ, hoàn thành cỡ 1-2 tháng trước Tết rồi. Rồi bây giờ mình lên cái không gian phía trên, em có một cái sân á. Mình lên chảnh tham quan với nói chuyện cho thoải mái. Ủa thường trên đây giường là mình tự làm đúng không em? Dạ đúng rồi. Cái này là theo thiết kế của em và bạn thiết kế em. Của em luôn. Nó là nhà hai đứa ở cùng với nhau rồi ổng kêu em là thích mèo quá thôi làm cái sân cho mèo đi. Thế là em bỏ ra 2 ngày em học đồ họa xong rồi em đi co 3D luôn. Mà từ lúc trước giờ em có học bản vẽ hay là thiết kế không? Dạ không. Anh thấy rất là đẹp luôn á. Rồi mà anh ra tham quan. Okay. Mình cũng phải mang dép nào không? À không, mình mang giày này cũng được. Tại cái này em để cho khách tới á. Nó hiền không em? Dạ hiền lắm anh. Trời dễ thương quá à. Thường bạn bè em qua chơi hoặc là lên chụp ảnh xem phim này chơi ăn uống cũng được nữa. Thường thì bạn nuôi bao nhiêu con mèo em? Hiện tại em có 5 con lớn với lại 2 con nhỏ. Mà theo anh biết thì giá trị của mấy bé mèo này một con nó cũng không phải là rẻ nha em. Khoảng 30-40. Con này là 120 triệu. Con kia là 160. Lúc em nhập con kia về nó là con tam thể mắt hai màu đầu tiên của Việt Nam luôn. Rồi thì mấy bé ở đây được có phải ở không khí lạnh không hay là trời nóng giống vậy? Tụi Hồng Long này nó ở nóng thì tốt hơn. Thì nếu mà ở lạnh nó sẽ mọc lông nha. Ủa anh tưởng những cái loại mèo như vậy là nó không mọc lông bự mọc lông bình thường hả? Dạ, tại vì vốn dĩ nó là đột biến giữa của cái loài có lông. Cho nên khi mà nó trời lạnh quá nó sẽ bị mọc lông lại. Nếu mà công việc em bận vậy là hàng ngày là ai chăm mấy bé? Thường thì em sẽ nhờ người nhà em chăm, em của em. Trước em có thuê qua mẫu chăm nữa.
sau này cô có việc nên cô nghỉ rồi. Ủa em sao trên đây em không trồng, anh nghĩ là trồng mấy cây thiệt nó mới dễ thương chứ. Đúng rồi, em cũng tính trồng cây thiệt á, nhưng mà sau khi trồng cây thiệt thì em thấy là nó cắn nát. À mấy bé mèo. Dạ đúng rồi, nó rất là phá. Nói chung là tụi này nó được cái là nó thấy mình thì nó rất là ngoan, mà không có mình là nó phá dữ lắm. Em anh có thể ẩm thử được không? Dạ được, tụi này nó hiền lắm á. Lồng mơi, lại đây. Có đặt tên không em? Dạ có. Tên tiếng Anh hơi bị đẹp luôn á, Donut. Trời ơi, bộ thấy cưng quá luôn mọi người ơi. Nhưng mà ở nhà em kêu nó là Lùng. Em hay đặt thêm cái tên phụ tiếng Việt kêu ở nhà. Thì lúc trước anh có thường, anh cũng có hay đi quán cà phê mà nuôi mấy mèo này nè. Thì tới giờ ăn là người ta hả, chỉ cần mà lấy cái kẽn gõ cái thân tụi mấy bé nó chạy lại. Của em thì em cài đặt trên máy, em cài hẹn giờ hết rồi. Với lại là em cho ăn thức ăn tươi theo giờ á. Thì tới giờ tự nó kêu nó đòi. Hình như là mấy loại mèo này thì nó có giờ mới được ăn đúng không em? Hay là mình chỉ cứ để đồ ăn? Cái giống này nó ăn nhiều gấp 3 lần giống mèo thường á. Nên mình không kìm hãm nó ăn nhiều lắm. Với một cái cơ ngơi nuôi mèo như vậy, rất là nhiều như vậy và nuôi rất nhiều con, rất mắc tiền vậy á, anh hỏi một câu rất là tế nhị thôi, là thu nhập hàng tháng của em khoảng bao nhiêu? Hơi bị sốt em, khúc này hơi sốt nha. Thì em không phải kinh doanh chính là nuôi mèo. Thì chủ yếu là lúc đầu em nuôi vì đam mê, sau đó là em thấy là tại sao mình có không thể nhân giống những con mèo đẹp của mình ra cho mọi người, nên em mới đăng ký thành trại. Còn công việc chính của em vẫn là kinh doanh mỹ phẩm. Thì thu nhập của em trung bình một tháng cá nhân em thì rơi vào khoảng tầm 200 trở lên. Thì ai là người giúp đỡ cho em để em có thể có một cơ ngơi như vậy, hoặc có một cái số vốn để mình nhập tất cả loài mèo này? Nếu mà nói về cơ ngơi thành lập lên từ ban đầu em lập nghiệp á, thì có thể nói là em may mắn khi gặp được người yêu của em. Còn nếu mà nói về chơi về cái giống mèo này á, thì những anh chị trên hội hỗ trợ cho em từ kiến thức cách nuôi này nọ rất là nhiều. Thì bây giờ quay lại tí xíu đi, cái chuyện là em đã từng come out với gia đình hoặc tới với bạn bè chưa? Em come out từ năm 15 tuổi. Năm 15 tuổi là em bắt đầu em biết cảm nhận tình cảm giữa hai người. Và lúc đó là em biết luôn là em không có thích con gái. Lúc đó thì em có về nói với ba mẹ là em là người thuộc cộng đồng của LGBT không? Hay là em để cho ba mẹ từ tự cảm nhận của mình? Lúc đó thì không phải là em về em come out nữa, mà là em bị phát hiện. Bị phát hiện? Nói đúng ra là bị mẹ phát hiện đang bị anh thầy gia sư hung. Bị anh thầy gia sư hung? Dạ. Rồi anh hỏi tí xíu là em với cái người yêu mà gia sư đó là quen nhau lúc nào, trong cái dịp nào? Lúc đó là em đang cần gia sư về môn hóa. Thì em mới nhờ anh đó là sinh viên, em mới nhờ anh đến nhà dạy thôi. Tại vì trước đó em chưa từng yêu ai bao giờ, mà trong trường em thì có mấy bạn nữ, có mấy bé nữ cũng hỏi là anh Long ơi, làm người yêu em nha vậy đó. Cái em cũng thấy bình thường, thôi chứ cũng không biết gì hết. Nó hung, mấy bạn hung mặt em cũng thấy ủa bình thường sao, không có cảm giác gì. Thì nhưng mà tới bữa đó anh gia sư anh dạy rồi, cái học xong cái chờ đợi chuẩn bị anh về, thì cái tự nhiên ảnh sắp lại gần. Anh hỏi sao không nhìn anh, không nhìn thầy, ngại gì? Cái tự nhiên sắp là anh hùng cá thì mình đã phát hiện. Kể bị hấp dẫn qua anh nhiều chuyện tí xíu là hả, là anh thầy gia sư này sau đó hung em xong rồi về, cái cảm giác của em như thế nào, và em với cái anh thầy gia sư này còn liên lạc với nhau nữa không? Từ cái dịp lúc đó là mẹ không cho học do với gặp anh gia sư này nữa. Thì khi mà cái nụ hôn đó thì em mới có thấy là nó khác với lại mấy cái bạn nữ khi hôn em. Và lúc đó thì mẹ thấy như vậy xong rồi mẹ như thế nào? Biết mẹ la, mẹ chửi dữ lắm, nói chung là chửi nhiều câu nặng lắm. Nhưng mà sau này thì khi nào mẹ em mới chấp nhận em thuộc người cộng đồng của LGBT? Thì lúc đó là mẹ còn kêu cả má nuôi, kêu cả ông bà gọi về nói chuyện, rồi bà về nước và nói chuyện nữa. Thì em mới
chia sẻ là thật sự ra là ba mẹ ly hôn do ông bà và má ở xa, em thì nhỏ mà mẹ em đi làm suốt, một phần là em thiếu tình cảm gia đình. Khi đó thì có một người tự nhiên thương em thì em không có nghĩ nó là giới tính nam hay nữ, thì em thương lại thôi. Nên khi mà em 15 tuổi em học cấp 3 thì em không hiểu tại sao lúc đó là em có thể mạnh dạn bước vào năm học đầu tiên, em lại nói với cả lớp là em thích con trai luôn. Thì nhưng mà em lại được các bạn rất là chào đón, nhất là mấy bạn nữ vẫn rất là thích chơi với em. Thậm chí là tới giữa năm học có bạn nữ kia nói là ừ tao biết mày vậy đó nhưng mà tao vẫn thích mày, mày phải cho tao hôn một cái tao mới buông tha, còn không tao bám mày hoài luôn. Rồi lúc đó cảm giác em nhờ em có cho các bạn nữ đó không? Thế là em mới nói ok, chiều đi học về cái bảo mày hẹn ở sân trường. Em biết là em không thích con gái rồi nên là lúc đó em cứ đứng nhắm mắt vậy thôi. Thì nhưng mà khi mà nó vô nguyên một cái xong thì nguyên một đám ở trong lớp nó ra trong lùm cây nó ùa ra. Đúng rồi, em bỏ chạy rồi, em không biết nói gì. Rồi tụi nó có chọc không? Tụi nó chọc chắc cũng chọc nhiều đúng không? Chọc quá trời. Lâm ơi, có thể cho anh và khán giả biết được là cái cuộc sống của em lúc còn đi học và tới lúc phấn đấu để có một công việc và có một cái cơ ngơi như hiện bây giờ. Thì hồi trước thì ba mẹ em học không có tới hết lớp 12 nên cuộc sống cũng không có được khá lắm. Mọi ngoại trừ đủ ăn đủ mặc ra thì đa số thì em sẽ nhờ vào bên ngoại rất là nhiều. Thậm chí là nhà cũng là nhờ ở của ngoại, ngoại cho ở. Thì em may mắn là được người má nuôi em rất là thương em. Thì má tìm mọi cách để mà gửi tiền về cho em đi học. Lúc đó là má chỉ vừa qua bển thôi, má không có nhiều tiền. Má xin mấy anh chị trong nhà và má tích góp lại để dành. Thậm chí là má nói với chồng má luôn là má có một đứa con trai ở đây. Anh phải cho em chu cấp để cho nó ăn học. Cho nên là em rất là thương má. Thì lúc đó thì em thấy như vậy, em mới nghĩ là mình chỉ có một cách để thoát ra khỏi cái này thôi. Đó là mình phải học. Mình phải lấy luôn cả cái bằng đại học xong mình mới có thể thay đổi tương lai của mình. Em học chuyên khối D, thì sau này em học về du lịch. Lúc đầu là gia đình em cũng không có thích em học du lịch, nên hỏi sao mày không học bác sĩ hay gì đó cho có tiền. Em mới nói con phải có đam mê con mới học được. Thế thế là em học du lịch xong rồi em cũng đi ra em làm một vài nơi, rồi em làm từ công ty du lịch, từ nhà hàng khách sạn cho đến sân bay luôn. Mà nói chung là lương thì lúc đó thì bắt đầu nó đã khá hơn so với lại thu nhập của gia đình em. Nhưng mà lúc đó em đi ra trường em cũng nghĩ là chắc dừng lại ở mức đó thôi thì mình đủ sống thoải mái thôi. Nó đã hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Mà thì đến lúc em gặp người yêu của em thì lúc này anh cũng vừa mới vào Sài Gòn một thời gian và bắt đầu khởi nghiệp, thì anh mới kêu là thôi bây giờ làm việc ở sân bay giờ giấc nó không cố định như vậy, thôi em về em làm với anh đi, hai đứa mình cùng làm. Nghe nói Long cũng có sở thích uống trà đúng không? Từ vì anh hay đi những cái tiệm trà ở ngoài với bạn anh thì anh thấy vừa có trà và có luôn cái khay bánh giống như cái phòng khách của em để anh nghĩ là em là một người rất là thích uống trà. Dạ đúng rồi, thì tính của em nó hơi bị trầm với hướng nội xíu cho nên em thích mấy cái gì nhẹ nhàng đơn giản, kể cả việc uống trà. Thì xong người yêu em ổng thấy là ổng hỏi em tối ngày sao uống trà hoài, nửa đêm em cũng lấy trà để em uống, mà em uống trà em không mất ngủ, em ngủ rất là ngon luôn. Thế là ổng nói vậy thôi, em thích uống trà quá thì để anh đặt đồ mua những cái bình, những cái đồ để bánh này nọ về cho em, rồi kêu em là lên danh sách những cái loại trà em thích uống ra. Rồi thế ổng thì ổng làm về máy tính ổng rành á, ổng thiết kế menu cho em các thứ, nói chung là cũng chiều lắm. Thì bây giờ em mời anh xuống phòng khách của em, em mời em pha trà cho anh uống thử. Ok, dẫn anh xuống. Ba em gốc Bắc mà nên có thể là em cũng hơi theo cái thói quen á. Nên bình thường thì trước đó hồi xưa là chỉ là kiểu mà thích uống trà đá thôi, uống trà bỏ đá như bình thường thôi. Thì sau này lớn một chút thì cấp 3 rồi lên đại học rồi em mới bắt đầu em thấy có nhiều loại trà hương vị uống nhìn nó nhẹ nhàng hơn.
thì em tìm hiểu. Thì tất cả những giống như là sở thích uống trà, mua tất cả những loại này là đều do người yêu của em chuẩn bị cho em. Dạ đúng rồi. Thường là tụi em, người ta nói là hai người sinh ra nó khác nhau lắm, cho nên là muốn sống hòa thuận với nhau thì mỗi người sẽ nhường nhau một chút, chiều nhau một chút. Mà cơ duyên nào hai người gặp gặp nhau? Có thể nói là nhờ một ông anh chơi chung với em. Thì lúc đó là thời điểm đó thì em đang một mình, em mới vừa chia tay người yêu cũ chắc cũng được một năm mấy, hai năm em đang một mình. Thì em chỉ thích đi chơi với bạn bè thôi, đi cà phê, xem phim thôi. Em chụp hình chung với cái anh đó, và anh đó ảnh up lên cái Facebook của ảnh, thì ổng thấy thì ổng mới kêu anh này là dắt đi gặp em. Thì một bữa đó thì em hẹn anh kia đi cà phê, thì ổng dắt ông nhà em theo. Thì lúc mà cái ấn tượng ban đầu của em á là em ghét ổng lắm. Sao vậy? Ông này là ổng còn cái kiểu mà tới ngồi cứ im lặng nhìn. Em thấy là mình thì bình thường quá rồi, hồi xưa em bình thường lắm. Ổng thì kiểu như đẹp đẹp rồi chảnh chảnh rồi im im, em ghét lắm. Thì lúc đầu là không thích. Thì sau cái bữa cà phê đó về thì anh kia cho em Facebook ổng. Thế là nói chuyện thì ổng mới kêu là làm người yêu của anh đi. Thế ban đầu em không đồng ý. Xong rồi bữa sau hẹn đi, em hẹn đi xem phim với bạn bè em thì ổng lại đi theo nữa. Thế là đi theo nữa rồi ngồi kế bên em. Rồi bắt đầu cái trong rạp phim cái ổng nắm tay. Cái lúc đó em chưa chịu luôn, em rút tay lại. Cái lúc mà em rút tay lại là ổng tính bỏ cuộc rồi. Lúc đó em không biết em nghĩ sao, cái em nói rồi vậy thôi quen đi. Thế là em đổi quen ổng. Tuy ổng chưa có come out hết với lại cả gia đình dòng họ ổng như em, nhưng mà ổng đã come out với lại ba mẹ ổng. Là lần đầu tiên là vì em ổng làm điều đó. Lúc đó phản ứng của ba mẹ của bạn em như thế nào? Đó là tại vì hai mẹ con không ở chung, mẹ thì ở ngoài Bắc. Thì ổng mới gọi cho mẹ ổng nói là con thương Long, con ở dưới Vườn Long 2 năm rồi đó. Thì bây giờ mẹ chịu không chịu thì thôi, mẹ không chịu thì con mẹ không gặp nhau nữa. Thì lúc đó thì em vừa, đương nhiên khi mà mình, người yêu mình làm như vậy cho mình rất là vui, nhưng mà lúc đó em cũng hơi chạnh lòng chút xíu. Là ổng vì mình mà ổng nói là ổng không bao giờ ổng gặp mẹ ổng nữa. Thì lúc đó em xác định là người này đáng để cho mình gắn bó. Thì bây giờ hồi nãy giờ anh với Long trao đổi với nhau về công việc nè, cuộc sống nè, về chuyện tình cảm nè. Bây giờ anh hỏi mỗi chuyện tới nhị một tí xíu là cái chuyện quan hệ vợ chồng, thì hai người hợp với nhau không? Từ vì theo anh biết nha, trong cộng đồng LGBT hoặc là trong tình cảm trai gái thì cái phần tình cảm chiếm khoảng 60 mà cái chuyện quan hệ thì nó chiếm khoảng 40. Thì có cái chuyện đó xong rồi mình mới hòa hợp nhau được. Thì giữa Long và ảnh thì cái chuyện đó nó có hợp nhau không? Dạ có thể nói là hợp rất là nhiều, 80-90%. Thì nó mới đi được với nhau lâu dài mà không có chán nhau. Thì em đa số là chỉ còn mình mẹ em ở đây thôi, thì đa số là gia đình em ở bên kia thì em cũng theo tư tưởng ở bển dạy em từ nhỏ. Nó rất là thoáng, thì kể cả trai gái bình thường của bên họ gặp nhau ngày đầu tiên có thể thấy thích ngủ với nhau trước xem có xét hợp không mới tiến tới là yêu hay không. Thì tụi em cũng trải qua cái giai đoạn đó. Vô tình là cái điều đó ông không thích làm và em cũng không hề thích điều đó, mà cái điều đó ông thích làm và em cũng thích điều đó. Nó giống như là nó một bên em khuyết chỗ này, ông khuyết chỗ kia, bù lại nó rất là vừa. Mình nói nghe là hầu như là rất là hợp. Tại vì trong cái chuyện tình cảm là cái chuyện nó hợp là dĩ nhiên là rất là bền chặt với nhau luôn. Nghe Long kể rất nhiều về người mẹ đã giúp đỡ Long, thương yêu Long, thì bây giờ Long có thể cho Mario giống như quý vị khán giả biết được là bác ấy đang ở đâu và có cuộc sống như thế nào? Thì năm em học lớp 2 là má qua định cư ở Na Uy. Thì bây giờ má có chồng và hai đứa con gái. Má rất là thương em luôn, là tại vì ẵm em từ hồi ở bệnh viện ẵm về, chăm em từ nhỏ cho tới lớn luôn. Thì bây giờ sẵn tiện đang quay chương trình, thì em có thể gửi một cái lời cảm ơn hoặc là những cái chia sẻ mà em giấu trong lòng mà em muốn nói với má không? Dạ có. Thì cái ngày mà má về thăm em lần đầu tiên á, thì em cảm thấy có một khoảng cách.
mà tại vì má dắt chồng và con má về thì em cảm thấy là em không phải là con má nữa. Lúc đó là em cứ đứng xa má thôi. Thì sau này má gọi cho em, má nói là tại sao con không ôm má nữa. Thì bản thân em sống nội tâm từ nhỏ cho nên là em cứ nghĩ là bây giờ mình không nên làm phiền hạnh phúc của má nữa. Thì sau này em nói cho má biết thì má mới nói không. Ở bên đây người ta có nói má là con đời chồng rồi, nó có đứa con ở Việt Nam đó. Nhưng má không bận tâm, má vẫn vỗ ngực má nói, ừ con trai tôi đó rồi sao. Tôi sẽ tìm mọi cách tôi đưa nó qua đây với tôi. Thì em rất là trân trọng và cảm ơn cái tình cảm của má dành cho em. Nếu mà con có ở một mình đi nữa thì con sẽ ở với má cả đời luôn. Long là một cái người rất là bản lãnh, rất là tự cường. Điều đó là mình cũng rất là hãnh diện và mình lúc nào mình cũng yêu thương nó hết. Mình lúc nào mình cũng chia sẻ với nó hết và mong mỏi rằng nó sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Một ngày nào đó mình sẽ lo cho con mình qua đi được là cái điều mà giống như di nguyện cuối cùng của mình vậy. Giống như những người mà nhà sắp ra đi mà. Má nuôi em thì cũng là em gái, em kế của mẹ em luôn. Cho nên là má dành tình cảm cho em từ nhỏ và em cảm nhận được đó, em cũng thương má rất là nhiều. Nhưng mà em cũng không quên là mẹ em vẫn ở đó. Thì em đã làm mẹ em buồn một lần rồi. Và em nói là em không biết em phải con mẹ hay không. Thì bây giờ lớn rồi em khẳng định là mẹ vẫn là mẹ của em. Sau khi ba em mất thì em lại càng khẳng định, em mới nói là em sẽ không bao giờ để cho mẹ em phải khổ cho đến lúc mà ra đi. Tại vì ba em đã ra đi cái lúc mà em chưa có gì trong tay hết. Ủa anh nói đi công việc mà. Cảm ơn. Hiện tại thì Long và bạn Long chưa có thể come out. Thì anh xin chúc Long và bạn Long lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc, lúc nào trong nhà cũng đầy tiếng cười. Sẵn dịp hôm nay thì anh muốn hỏi là những ấp ủ của Long và bạn Long trong thời gian sắp tới sẽ như thế nào? Ấp ủ lớn nhất của em bây giờ chắc là kiếm cháu cho mẹ chồng em. Em đã đang tìm cách từ năm ngoái rồi, tại đang dịch cho nên là tụi em chưa có thể làm được thôi. Nhân dịp có bạn Long ở đây thì Long có muốn dành một lời nói nào đó như là một sự ấp ủ biết bao nhiêu lâu nay Long muốn dành cho bạn ấy không? Dạ có. Thì em chỉ mong là không dừng lại ở 5 năm mà em với anh có thể nắm tay nhau đi đến bạc đầu. Khó khăn trong cuộc đời từ đây về sau, em muốn em sẽ là người duy nhất có thể cùng anh vượt qua chia sẻ. Maro cũng xin cảm ơn bạn đã có một món quà bí mật dành cho Long và chịu có mặt tại hôm nay để quay cái chương trình này. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và anh chúc cho Long và người yêu của Long thì sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Và mong là Long, người yêu Long và mẹ Long, ba người sẽ cùng nắm tay đi qua bên Na Uy để thăm mẹ nuôi. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn các bạn đã xem tập này. Chương trình Real Life được phát sóng thứ tư hàng tuần lúc 8 giờ sáng trên kênh YouTube MCB Media. Xin chào và hẹn gặp lại.